Chả hiểu sao tôi bị mấy thầy bà thầy chúa bùa chú thầy bà nào ấy, từ chiều giờ nhắn tin chửi fanpage nhà tôi các bà, bảo tôi rằng là gì nói gì nói xạo về cái chuyện là bùa chú. Em nói với chị nghe này, bây giờ ấy không thiếu những cái các chị search trên top top là một, các cái nền tảng mạng xã hội mà xem có hàng nghìn thầy bà. Xin lỗi mấy thầy bà đi, tôi xin lỗi các thầy bà này, nếu ai có căn đồng chùa bói nha, nếu các anh chị có căn đồng chùa bói, người ta gọi là gì, thiên cơ bất khả lộ nha, không phải là ai có căn chùa bói cũng đi xem và nói cho cái người chuẩn bị gặp tai họa để người ta biết mà né đâu mấy chị ạ. Này nói thế cho dễ nhá. Cái thứ hai này, cái đấy người ta gọi là gì, những cái người người ta có căn số để về bói toán ấy, là người ta sẽ thờ chúa bói. Em mà nhớ không nhầm á, cái đền hay là cái gọi là cái am á, mà thờ chúa bói hình như ở cái cung mạc đằng Bắc Ninh Bắc Giang đó, Bắc Ninh Bắc Giang Hưng Yên gì đó, vì em đã đi với bà chị em đến đấy rồi, lục ở trong Facebook của em đã đi rồi, nên là em muốn nói với chị này, em không có đạp vào nồi cơm của mấy chị coi bói nhá. Mấy chị coi bói với coi phong thủy em không đạp vào nồi cơm của chị. Em chỉ nói một câu chuyện rất đơn giản là ai trong cuộc đời này cũng sẽ có lúc bị rơi vào bế tắc, loay hoay giữa việc là không làm ra tiền, rồi hôn nhân không hạnh phúc, rồi cuộc sống gia đình xào xáo, ai cũng vậy hết á. Em chỉ khuyên mọi người là đừng tin vào các anh chị thầy bói. Cái này em nói đúng. Em nhớ không lầm là em đã đi cái đền chúa bói Nguyệt Thồ, hình như, tại vì em thì em không hầu được, em không hầu đồng, nhưng em rất thích nghe các cung mà gọi là những cái gì nhỉ, cái văn à, những cái gọi là chầu văn, những bài chầu văn về hầu đồng. Em đi tất cả những gọi là phủ lớn phủ nhỏ toàn cái Việt Nam ấy rồi, tại vì em có một số người anh người chị là đi hầu, nên là em hay ké cẩm em đi. Thì em chỉ nói mọi người này, những cái người bạn của em ấy mà có căn chú bói ấy, người ta cũng không bao giờ nói với em là em sắp xảy ra chuyện gì nha. Đó là gì? Đó là cung mệnh của mình, cái số phận của mình, đến lúc mình phải trả nghiệp hoặc mình phải gặp cái tai họa đó. Chứ còn không phải người ta ấy, để gọi là xem được bói ấy, là người ta cũng phải gọi là kiếp trước người ta phải nợ nhân gian nhiều lắm, kiếp này mới đi gọi là tiết lộ cho mọi người biết. Chứ làm gì có thầy bói nào, làm gì có thầy bói nào mà xem được cho các chị, để nói được cho các chị à, thế này thế kia. Ví dụ như em tuổi dần, đa phần những người tuổi dần là nóng tính, đa phần thôi, nhưng có đầy người tuổi dần người ta ít nói, nó không đúng được. Em đang gọi là gì, chào Dạ Ngọc, chào mọi người bên Top Top. Em đó là cái loại của là gì, em tham gia vào rất nhiều các thầy bà bói toán trên toàn quốc rồi, đi xem nhiều lắm rồi. Em dành nguyên một thanh xuân đi xem bói nha, em đã dành nguyên cả một thanh xuân của mình để đi xem bói tất cả các thầy bói, cô bói ở toàn cái Việt Nam này, từ trên núi dưới biển em đều đi xem rồi đó. Cả một cái thanh xuân của em đi xem bói, và em không làm được cái gì cho đời, em còn không có tiền dắt lưng, có bao nhiêu tiền đi xem bói hết. Có một cái lần em đi xem bói, thầy bảo em này, em là có vong âm theo. Cái câu này là câu cửa miệng các thầy bói luôn. Là nữ sẽ luôn có câu đến mà xem tình duyên lận đận này, kêu mới trên đây người yêu của chị Đương ấy, cho câu à, em có vong âm theo, kiếp nghiệp của em là nặng lắm, em có vong âm theo nên là em cần phải cắt duyên âm. Đó, cái câu cửa miệng các thầy nhé, là phải cắt duyên âm, phải làm một cái đàn,
một cái lễ đó, kiểu gì đấy. Rồi sao lại có duyên âm à? Cái người này là đời nhà Thanh rồi nhà Minh rồi là nhà Nguyễn, nhà từ chiều này chiều kia, ngày xưa là tướng lính gì đó, em là cung nữ nô tỳ gì đó, em là gì à, làm gọi là thế tử vậy đó, đại loại là cứ nói những câu điều hoang đường vậy đó. Nên là kiếp này là bị người ta theo từ cái đời nhà đó đến bây giờ, phải làm một cái lễ để dâng gọi là gì, hình nhân thế mạng. Ông mà thầy sẽ bùa chú yểm cái gì vào tên tuổi cái nọ cái kia. Em cũng làm mấy phát rồi, em cũng làm mấy phát gọi là cắt duyên âm tiền định này kia rồi, nhưng em ngồi em ngẫm lại rồi, ngày xưa em khó có chồng mà không có ai yêu là do cái nết của em nó không ra gì, tự là cái nết của em nó không ra gì nữa chị ạ. À, khi yêu thì ghen ngược ghen xuôi lồng lộn, lúc yêu thì gì, đành hanh mỏ đỏ, thằng nào chịu được mà nó chả bỏ. Nên đừng có tin. Em là gọi là cắt duyên âm mấy chục lần rồi, cắt duyên âm mấy chục lần rồi, em bị đi cắt cũng mấy chục lần rồi, được chị ạ. Nhưng em ngấm lại, do cái nết em, cái nết em nó không ra gì, cái mồm em mồm gầu răng cuốn lô, gì ăn tục chửi bậy như thế này ai người ta chịu nổi, mà lại chả đường tình duyên lẫn đạn. Ma thì em tin, ma thì em tin nha, ma thì em tin nha mấy chị. Em đang giảm cân mấy chị, đói chết mẹ đang ngồi ăn dưa leo. Ma là em tin nhé. Ăn kém duyên quá, em cần mẹ gì duyên mà phải kém anh. Ăn thôi mà, em không thi hoa hậu anh ạ, nên là em cũng có bị trừ 10 điểm thanh lịch nhá. Trừ em cũng đéo giàu lên mà cũng đéo nghèo đi. Anh đừng vào đây phê bình em là ăn uống kém duyên. Này, em nói anh nghe, ăn uống kém duyên này này là thế này này. À, đấy mới là kém duyên. Đằng này em cũng có tí duyên rồi anh ạ. Em trẻ nó ra như thế này rồi, anh vẫn bảo em là kém duyên. Em cũng không hiểu là anh phải định nghĩa thế nào là duyên. Ăn thế này à? Ừ, duyên này, duyên này. Đi mẹ mệt quá, bỏ đi. Đói bỏ mẹ ơi. Duyên với cả dáng rất ruột. Chị bảo Lưu Hoàng ạ, em làm kinh nghiệm cắt duyên âm nhiều lần rồi, thôi thôi khỉ, bỏ bỏ, nghỉ khỏe. Để cả trái ăn nó nghe, nó bị nghe, khổ lắm. Này em nói với chị nghe, ăn dưa leo kiểu quý tộc nó phải như thế này này. Dạ, xin chào quan viên hài họ, hôm nay con xin mời mọi người ăn dưa chuột chè. Tay tay này, tay này, nhẹ nhàng đặt xuống không gây tiếng động. Đấy là con gái như người ta ăn dưa kiểu quý tộc, còn em đầu đường xó chợ. Cái gì bữa ngủ bà ăn quý tộc thế, đến bao giờ ăn được hết một ký dưa leo?
ăn thế mà bán dưa leo nó không giàu được. Đang giảm cân đấy mấy bà. Hôm nay đánh hai cái tiếng cầu lông. Bơ người ra. Thảo Vi ăn nguyên trái sướng nhỉ. Bạn kia hỏi mình là đi xem bói về sự nghiệp có tin được không? Cái này em tin vào kinh dịch. Cách đây 12 năm vào thời điểm em bị người yêu bỏ, em đi xem bói khắp nơi. Em được xem một lần duy nhất kinh dịch. Cái chú đó nhà ký con đối diện nhà mẹ chồng của Diệp Lâm Anh. Ngày đấy em xem chú đấy, chú ấy cao cỡ khoảng 1m8. Vợ chú ấy là một diễn viên rất nổi tiếng, không biết tên gì không nhớ. Chú ấy cực kỳ đẹp trai. Nhà chú đấy đi từ Nguyễn Kim đi vào ký con thì bên tay trái, nhà chú bên tay trái đối diện nhà mẹ, chất chất nhà mẹ chồng của Diệp Lâm Anh. Cái chú đó không phải ai cũng muốn xem là được. Em nhờ một người anh cũng có số có má set up, gọi là xin lịch 2 tháng mới đến lượt em xem. Và sau này khi em ngẫm lại cái chú đó thì em mới biết là chú đó nói đúng. Thì việc đầu tiên em xin tả với chị này, chú đó nói chính xác về cái câu chuyện con đường sự nghiệp của em. Sau này em mới ngẫm, khi em đẻ con kiến em mới mở lại cái băng ghi âm đấy, và em mở lại những cái tờ giấy mà chú ý nói mà em ghi lại, em mới thấy chú nói đúng. Chú nói như thế này: ước mơ làm nghệ thuật, làm người nổi tiếng đúng không? Không bao giờ nổi tiếng bằng những vai diễn. Mặc dù đóng phim có tài năng, và ngày đấy là em chưa đóng phim nha. Cái ngày đó là em chưa hề đóng phim. Chú đấy bảo em rằng là làm diễn viên phải không? Không bao giờ nổi tiếng được bằng nghề. Mặc dù năng lực và khả năng đóng phim rất hay, lúc ấy chưa nổi tiếng, nhưng cuộc đời luôn luôn thị phi và nổi tiếng nhờ thị phi. Ngày đó em chưa chửi bới như bây giờ nha mấy chị. 12, 13 năm trước em chưa chửi bới, chửi bậy như bây giờ nha. Em cũng quên bắn đi cái ông thầy đó. Em đâu có nhớ. Thì ông ấy, cái điều thứ hai mà ông nói chính xác với em này này: không bao giờ có tiền nhờ công việc theo đam mê, nhưng chắc chắn sẽ giàu lên và có tiền nhờ bán hàng ăn, phục vụ khách hàng. Ngay đó nghĩ bụng: mẹ thằng cha này điên quá, đang muốn làm diễn viên nổi tiếng đây mà bảo mình đi bán quán ăn. Có nghĩa là vì em đi xem bói nhiều quá, em đâu có nhớ là em có xem cái ông đó đâu mấy chị. Em đâu biết kinh dịch là gì, em cũng không biết kinh dịch là cái gì luôn. Em cũng không biết tử vi là cái gì luôn. Ngày đó em phải nhờ một người anh của em sắp xếp cho em, bởi vì có nghĩa em bà đâu em xem đấy ấy mà. Thấy ông nào đi xem, bà nào đi xem là em cũng hóng hớt. Và mãi đến khi em đẻ con kiến, em dọn nhà từ bên chung cư H2 về bún đậu em ở để tiện trông nom quán. Thì nó có cái thùng tôn ngày xưa ấy, là những cái hình ảnh đi diễn của em, rồi những cái mà em đi xem bói thầy bà em viết lại. Thì em mở ra, thì là trong cái tờ của cái ông thầy đấy ấy, nó có 4 tờ giấy. Ông ấy viết cung mệnh tháng, ngày tháng năm sẽ gặp đại hạn. Và chính xác luôn cái việc em gặp đại hạn vào cái chuyện say xỉn, ngày đó va chạm công an phường Hàng Buồm, đúng luôn. Ông ấy báo cái tháng 2 của cái năm 2015 kiểu gì gặp đại hạn. Không chết người thì mất nghiệp. Đến sau này em đọc lại xem là em mới hết hồn chim én đấy mấy chị.
Có nghĩa là đời em không, từ sau vụ đấy là em không bao giờ đi xem nữa. Nên là em cũng không để ý nữa. Đó. Thì nói với chị này, nếu như để nói về công danh sự nghiệp thì em nghĩ rằng nếu các chị gặp được những thầy tốt nói cho các chị về cái con người của các chị, về công danh sự nghiệp của các chị, vào những cái tháng năm ngày tháng sẽ gặp trắc trở hoặc gặp thuận lợi, nó là có cơ sở đấy. Tuy nhiên em vẫn tin rằng cái cơ sở họ nói nó chỉ là 20%, nhưng để thật sự thành công và chúng ta đi được đúng vào quỹ lộ và quỹ đạo của chúng ta thì bắt buộc phải là nỗ lực của chính mình. Nếu em mở quán bún đậu 12 năm trước, 11 năm trước, em mở 11 năm rồi, đến sắp tròn 11 năm, 10 năm mấy rồi, thì nếu như em không chú tâm vào việc quan tâm vào chất lượng hàng hóa, chuyên tâm vào quản lý quán xá, em bơ bơ em đi chơi, thì liệu rằng cái quán bún đậu của em nó có tồn tại được đến ngày hôm nay không, và nó được lòng khách hàng hay không? Chúng ta tin vào bói toán, tin vào phong thủy, tin vào kinh dịch, thì em khuyên mọi người chỉ tin nó 30%. Tất cả còn lại 70% được hay mất là do bản thân mình. Xem bói thì không sai, nhưng mà xem thầy lai dai tào lao là mất tiền, mất oan, rồi đem những cái bức xúc vào trong cơ thể. Nha, mình xem những cái thầy, những cái thầy, cái bà mà không ok, mà không có gọi là, không có trình ấy, mất thời gian và mệt người. Còn có một cái hiện tượng trên mạng, dạ có kính cận chị Thanh Hoàng, chị inbox hộ em, nhà em có bảy mấy mẫu kính cận, chị inbox hộ em nhé. Em đang bà tám chuyện xem bói chị. Cái này em chỉ muốn tâm sự với chị. Va phải ai giận em chịu nha. Va đập phải ai giận em là em chịu nha. Đó. Cái hiện tượng bây giờ trên mạng ấy mấy chị, nhất là trên TikTok, rồi trên một số nền tảng xã hội, có một số thánh, một số thánh, một số ông, một số bà chuyên bán mấy cái đồ phong thủy. Đồ phong thủy là gì mấy chị? Phong thủy là những cái hợp cung mệnh. Ví dụ như em tin vào phong thủy, em thường mời cô Yến phong thủy mà em theo 11 năm đến giờ đến để xem, thứ nhất hướng đầu giường, thứ hai hướng bếp, thứ ba hướng két, thứ tư là xem ngày tháng khai trương, thứ năm em mua nhà mặt phố, nhà mặt tiền hay mua đất, em hay mời cô sẽ đến cái chỗ mình định mua để xem là cái nhà để vong hiền hay vong dữ, vong quỷ hay vong ma. Ví dụ như em cứ đầu năm là em xem cô Yến phong thủy. Cứ đầu năm là em xem cô Yến phong thủy. Cô ấy ở quận 7, em xem 11 năm. Em xem và em cảm thấy rất là tin tưởng cô đấy. Cô đấy không giống như những người thầy em đã từng xem. Nha, cô đấy không giống như những người thầy em đã từng xem. Vì cô ấy không bao giờ xui em cúng bái cái gì cả. Cô ấy xem, cô bảo là trong năm nay, những tháng này là những cái tháng kỵ với tuổi của con. Kỵ có nghĩa là gì? Ví dụ như em mệnh hỏa, em sẽ kỵ những cái tháng ngày nào mệnh thủy chẳng hạn. Năm nay là năm tuổi, cung mệnh của mình, cái tuổi của mình là năm nay, tránh đi sông nước chẳng hạn, thì mình hạn chế thôi. Làm sao thì không đi. Cái thứ ba là cô Yến không bao giờ xui em là phải chuẩn bị mâm cao cô đấy, hay bảo là Trang đưa tiền cho cô cúng. Suốt cuộc đời em xuống xem cô đấy, em gửi cô 500 một triệu uống cà phê. Cô Yến không bao giờ xui mình cúng bái cái gì cả. Thật sự với các chị. Còn bây giờ một số cái người thầy ở trên mạng ấy, là chỉ chăm chăm các con, là cúng tiền để thầy làm cho cái lễ ấy.
Em là không tin. Và cái thứ ba mà em muốn nói với chị nha, là cái hiện tượng, cái này là cái là phải nói rõ một cái clip này, để em vào cái clip nha. Cái hiện tượng một số cái thầy cô, cậu ngài nhiếc gì trên mạng á, thì xin lỗi, tôi cười khẩy nha. Cái trò ấy mà gì muốn làm ăn tài lộc, cô để cho cây nến thần tài à, cô đã thỉnh, đây tôi hay thấy những cái trò thỉnh nến thần tài, thỉnh dầu gọi khách à, rồi gì, rồi thỉnh ngày ngoắc ngoài mẹ gì đấy. Đấy, cái đấy gọi là gì? Tôi hỏi mấy bà, nếu các bà thỉnh cái nến chẳng hạn, nó giống như cái này, ví dụ đây là nước xịt cho làn da tươi trẻ, cô đã thỉnh từ núi Pakistan, đây là nước thánh, nước thần, xịt vào mặt, mặt đẹp như hoa, để cô xịt thử nào con ơi. Xịt nào. Da căng bóng, tăng sinh collagen, làm da đẹp. Dạ, nó đúng với người ta bản chất da ta đẹp rồi mấy mẹ. Còn cái loại ấy mà uống rượu, uống bia, thức khuya, thức đêm, thức hôm, ăn ớt cả rổ, mà đòi xịt cái chai này ra mặt đẹp á, các bà quên đi nhá. Còn mấy bà mà lên trên mạng mà tin vào mấy cái thầy, cái cô ấy, mà gọi là bán mấy cái cây nến, cây đèn cầy ấy, tài lộc, rồi mấy cái lá gì, lá bồ đề tài lộc. Tôi cười sảng đi mấy bà. Cái lá bồ đề tài lộc, rồi gì, à gì, cái gì, cái gì sợi vàng, sợi ngọc, sợi chỉ thần linh gì đó. Các bà tỉnh táo đi, tỉnh táo lên. Thứ nhất là chỉ ngồi chờ vào một sợi dây, vào một cây nến, hay một cái gì nước hoa gọi là được thỉnh từ ông nào bà nọ ấy, để giàu ấy, thì tôi không cầy bục mặt nhé. Đừng tin vào những điều vớ vẩn, ngớ ngẩn. Rồi có mấy má trên mạng ấy, cái này cười vãi trưởng này, có mấy thầy mấy cô trên mạng ấy, mình thì mình dành tiểu sử quá rồi, mình xem mình biết hết đấy mấy bạn. Các thầy các cô các bà trên mạng là tôi dành hết à, tôi dành lắm, vì tôi cũng theo dõi mà cái nét tôi nó cũng nhiều chuyện. Nhưng mà hôm nay là vui thì tôi nói cho mấy chị nghe, có mấy thầy ấy, nào thì đi treo chân mày cho sức lên cho giữ này, rồi tiêm tai nha mấy chị, cái tai từ cha sinh mẹ đẻ, cái tai bé hơn tai tôi, đi tiêm tai cho nó vảnh ra, nó to đùng ngã vật xòe ra này, tai tài lộc. Rồi bảo này chứ, từ ngày cô xài cái nước hoa thơm này, cô xài cái cây nến thần tài này, cô xài cái sợi chỉ hồng tài lộc này, cô dán ba cái ngải ngoắc vào cái bàn thờ nhà cô này, cô tài lộc ra vượng khí, rồi tai cô tự vảnh tự to. Dạ, tai của cô là thẩm mỹ viện filler, nó tài trợ cô khoảng 30cc vào một bên tai. Tai cô cứ thế vảnh ra như tai Phật tổ Di Lặc ấy. Cô cứ để treo khoảng 18 triệu tiền treo chân mày, lên chân mày cô cứ xách ngược lên, trông thần thái rất là quắc nhỉ. Đã, mũi cô ấy dựng đi và đập lại hàng nghìn lần. Mà cô cứ bảo là sao cô dùng nước hoa tài lộc với sáp tài lộc. Đúng rồi, cô dùng mấy cái sáp, các con dùng theo cô đi nào, làm giàu cho cô đi nào. Tao nói cho mày nghe này, nếu mà dùng những cái sáp, cái nến tài lộc với sợi chỉ hồng này kia mày,
mà để giàu được ấy thì nó tự dùng rồi. Không ai rảnh đi tán lộc tán tiền cho thiên hạ đâu. Nếu mà dùng cái đó mà giàu được thì dòng họ nhà nó đã không có người chạy xe ôm với đi rửa bát thuê. Nếu dùng cái chỉ đó chúng mày mua 200-300 nghìn mà chúng mày giàu được, cái cặp nến đến 300 nghìn đến 500 nghìn mà chúng mày giàu được, thì nó gửi cái đó vào dòng họ nhà nó dùng để cả họ nhà nó giàu. Chưa đến lượt đi tán lộc cho mấy bà mấy ông. Tỉnh táo lên. Phải nhớ, cuộc đời này giàu không thể tự nhiên mà giàu, nhưng nghèo chắc chắn là có lý do để nghèo. Vì hoang đường, lười lao động, lười làm, ôm cây đợi vàng rụng, u là trời. Mấy má tỉnh táo dùm con, bớt lên mạng comment xin vía giàu, xin vía tiền. Khi mấy má chỉ biết ngồi bấm xin vía giàu phi, xin vía tiền, người ta làm bục cả cái mặt ra rồi. Đừng bao giờ tin bất kỳ đứa nào, bất kỳ thằng ngô, con bèo nào trên mạng, bất kỳ thằng thầy, thằng bà nào, nó bảo nó bán cho một cái chai gì đó hay một cái gì đó vài trăm nghìn để vào két với vào ví để giàu. Ôi trời ơi, để có tiền ấy, đổ mồ hôi mà sôi nước mắt mới có tiền mấy bà. Chả nhẽ bảo cô ơi cô, sao con mua chỉ tài lộc của cô mà giờ này con 2 năm nay rồi con vẫn đi làm bốc vác. Cô ơi cô, con buộc xoay à, hay con cần mua 1.000 rồi con thắt cổ chết luôn. Sốt ruột. Bớt tin đi. Phải tin là một ngày mình làm việc được bao nhiêu tiếng. Tôi luôn tin bản thân mình. Có những ngày tôi làm việc 14 đến 16 tiếng. Tôi luôn tin tưởng bản thân mình, sự nỗ lực của bản thân mình. Vào những ngày không có nhân viên, tôi phải đi sân bay nhận hàng, xuống kho bốc hàng, kiểm kho mấy chục nghìn sản phẩm, dán đét dán tem. Có những ngày phải tự đóng hàng cho khách, có những ngày phải tự chạy xe đi ship những đơn hàng mấy chục triệu. Tôi tin từ cu li móc cống, đến chạy bàn, đến chiên đậu, đến luộc thịt, đến nhảy ốc, đến dọn rác, đến cúi xuống chân bàn để lau những cái phần nước mà khách vô tình làm đầu. Tôi làm được hết nha. Tôi làm được hết. Phải tin là mình làm được những điều mà người khác thấy là bẩn, là kinh. Dọn rác, móc cống, thụt toilet, bốc gạch, bưng bê xi măng. Có những ngày có tiền mà không thuê được nhân lực. Tại vì quán bún đậu nhà tôi ấy, quán bún đậu nhà tôi ấy, là có những thời điểm là cống nó bị tắc. Bán dầu, bán đầu chiên mà. Bán đầu chiên thì cái dầu ăn nó khi mình rửa ấy, tại vì mắm tôm rửa thì trong cái bát mắm tôm nó vẫn có mỡ, nó sẽ tắc nghẽn cái cống. Mà mình muốn ngày mai mình bán, tối nay mình phải cho thợ vào móc cái cống lên. Đây, khi con kiến nhà tôi mới được có gần 6 tháng, tôi, hai bên ngực tôi nó cứ cương đến đây này, sữa đến đây này, không lên để hút sữa được bởi vì tay vẫn còn đang móc cống. Nha, tôi là một cái người đã phải tự móc cống, bịt đầy cái khẩu trang, lấy cái gáo ấy, cho tay xuống cái hầm, cái hố ga ở dưới con bún đậu ấy, múc lên những cái ống hút, những cái khăn ướt nó bị nhân viên nó rửa, nó bị lọt vô. Móc lên 10 mấy thùng, tự gánh, mình, em gái mình và mấy đứa nhân viên trong nhà. Vì lúc đó là gần Tết, thuê nhân lực để làm cái xà bần xà cồ đấy không có, bắt buộc phải tự làm bởi vì không muốn qua năm mới là cống rãnh nó thối, là nó sẽ gọi là bị một cái năm ô ấy, các bác chị hiểu không? Mà phải sửa liền, không có tắc nghẽn ngày hôm sau không bán được. Mà muốn sửa trong đêm để hôm sau bán được là sửa xong khoảng 3 giờ sáng là phết xi măng vào và bắt đầu lát gạch lên, hôm sau bán được liền.
tôi, chính bản thân tôi đã tự phải làm, không phải không có tiền, mà có tiền cũng không thuê được nhân sự, vì lúc đó người ta đi chạy công trình để hoàn thiện nhà, sắp tết cho những cái công trình dự án người ta không làm cho mình. Người ta phải làm ở những cái công trình để hưởng lương tháng thứ 13, chứ ai người ta đi làm cho mình 400 với 500 một tiếng, hay 2 tiếng móc cống đâu mấy chị. Phải nhớ, sự thành công không có chỗ cho những đứa lười nhác. Nên đừng bao giờ nhìn thấy người khác thành công mà mình bảo nó may mắn. Người thành công không hề may mắn. Người thành công luôn có lối đi riêng. Và đôi khi những lối đi họ đi riêng, họ không muốn chia sẻ cho các bạn mà thôi. Không có sự thành công nào mà không trả giá bằng nước mắt và nỗi đau cả. Nên khi các bạn một ngày ngủ 8 tiếng với 10 tiếng ấy, thì còn lâu mới giàu. Khi mà bạn cứ phải ăn cơm đúng giờ, bon 11 rưỡi trưa phải ăn cơm, 6 rưỡi tối phải ăn cơm, 9 giờ đi ngủ, thì còn lâu các bạn mới giàu được. Người giàu người ta không ngủ đúng giờ, người ta không ăn đúng giờ, ngay cả tắm đi đại tiện còn không được đúng giờ. Có những lúc muốn đi đại tiện còn không đi được, bởi vì công việc chưa xong mà đầy dang dở. Hãy nhớ điều đấy. Nên đừng thấy người khác thành công mà mình lại bảo là nó may mắn. No. May mắn nó chỉ là một yếu tố mà họ tự tạo ra để họ trở thành người may mắn mà thôi. Cuộc đời này không có chữ may mắn đơn giản vậy đâu các bạn à. Giống như giờ ấy, mấy bạn mà đi làm công á, nhất là những bạn mà đi làm phục vụ á, các bạn thì hay bảo này chứ, làm chủ sướng nhỉ, làm chủ sướng nhỉ, ai muốn viết đốt mỡ, tối nay mới ăn một tô bún ngan, xem một đĩa thịt nướng, xong lại kèm đĩa bánh cuốn, ôi trời ơi, cả ngày không ăn xong ăn như thế đấy, làm được ngay viết đốt mỡ. Thì mình nói với bác này, ngày xưa nha, ngày xưa khi tôi, bây giờ tôi mới ngẫm ra một điều này. Cuộc đời thời thế thay đổi, lòng người thay đổi và cơ chế thay đổi. Bình trà giảm cân. Sau này tôi ngồi tôi nói chuyện với một số người bạn của tôi đi làm chủ quán ăn ấy. Tôi hỏi, tại đa phần mấy người bạn đấy của tôi ấy, là ngày xưa cũng đi làm công giống tôi, xong làm chủ quán ăn nhỏ nhỏ thôi. Tôi bảo là, ê chúng mày, phải chăng là tao với chúng mày quá khó tính nên chúng mình không tuyển được nhân viên? Ngày xưa khi tao đi làm, tao chỉ sợ chủ quán nó cho tao nghỉ việc, tao đâm đầu vào tao làm. Mà sao bây giờ mấy cái đứa nó đi làm, chủ vừa mới chê trách vài câu là mai nó dỗi nó nghỉ đùng đùng, nó nghỉ mẹ việc này. Lý do vì sao? Thì bây giờ em ngẫm ra này, người làm công bây giờ họ có nhiều sự lựa chọn về công việc. Họ không làm cho mình, họ làm cho nhiều nơi. Vì là họ có nhiều cơ hội công việc ở những nền tảng xã hội chào mời với những mức lương hổm hĩnh. Và có rất nhiều người bỏ cái công việc có mức lương cơ bản chạy theo những mức lương gần gấp rưỡi. Nhưng ôi thôi các em ơi, người có tiền và sử dụng nhân lực lao động không ai ngu. Có nhiều người, ví dụ như nhân viên nhà em ấy, nhân viên chạy bàn nhà em ấy, có những bạn làm 5-6 năm xong chuyển lên làm bếp vẫn thủy chung. Tại vì có rất nhiều nơi trả mức lương cao hơn 2-3 triệu cũng không đi. Tại vì họ thấm nhuần tư tưởng bên đó mà cao hơn thì làm cũng hộc bơ, bên đó mà cao hơn thì không có chỗ ở lại. Các bạn nhiều khi ngồi nghĩ là gì? À, đi làm bên kia lương 10 triệu, làm cho bà Trang lương 8 triệu, làm bên kia cũng làm như vậy mà lương 10 triệu. Thuê phòng trọ, bây giờ tìm phòng trọ 2 triệu rưỡi, tìm thêm cái đứa nào làm chung ở xe ra mỗi đứa là 1 triệu, 2 đi, thì là vẫn dư ra 800, các bạn hiểu không? Tính cua trong lỗ. Nào ngờ nghỉ việc rồi, nghỉ việc rồi thì đi tìm chỗ khác, ừ lương 10 triệu đi, nhưng mà không có đứa ở chung.
quán không chỗ ở. Thế là phải thuê gồng gánh cái phòng trọ 2 triệu rưỡi. Cộng với việc là điện nước 500 là 3 triệu. Thế là lương 10 triệu. Trừ đi 3 triệu tiền điện nước, tiền chỗ ở còn 7 triệu. Thế là vẫn thấp hơn tôi 1 triệu. Tính cua là trong lỗ. Đó. Nhân viên bây giờ á, đi làm á, mà làm sai, chủ nó la là mắng thì kêu là không tôn trọng. Trong khi đi làm nó đưa ra cái nguyên tắc rồi, làm sai mà nó không la, mà nó trừ thẳng vào lương thì bảo nó là loại chủ tìm mọi cách để trừ lương nhân viên. Cái loại chủ ăn dưới trên đầu trên cổ nhân viên, hút máu nhân viên. Mà mình không trừ lương nó mà mình chửi nó vài câu, la lối nó vài câu, nó sẽ rất hờn, mai nó nghỉ việc. Bởi vì bây giờ công việc tìm dễ quá mà. Nhưng mà các em ơi, tất cả những người đi làm công mà không có sự kiên trì và kiên định, đặc biệt là không bao giờ tự nhận ra vì sao mình bị chửi, thì khắc không bao giờ người đó trưởng thành. Tại sao chúng ta không nghĩ rằng cùng đi làm như mình mà cái đứa kia không bao giờ bị chửi, mà cái đứa này bị chửi hoài? Tại vì đứa kia nó tập trung, nó nhớ những nguyên tắc công việc và trách nhiệm của nó, nó sẽ làm đúng những điều mà chủ nó yêu cầu. Còn mình đi làm mà mình bơ bơ, mình quên cái này, mình quên cái kia, thì làm sao mà mình không bị trừ lương được các bé? Khoai to, mai qua quán chị cảm ơn em. Chưa mai chị ra quán đấy. Mình xin trả lời cái câu comment của chị Bích Việt về vấn đề của cô Yến đã xử trí cái việc của bạn. Bạn comment là một lần bạn đến xem cô Yến và bạn đến trễ vào một ngày mưa. Thì bạn có, cô Yến có nói là bạn có một vong nhi theo và nói bạn cần làm lễ để gửi vào chùa vì vong này đi theo phá gia đình. Cô ghi tên vong em vào sổ và thu 300.000. Rồi bạn về, bạn hỏi gia đình, thì gia đình nói là mẹ của bạn nói là mẹ bạn có từng phá thai và đã gửi em vào chùa rồi. Bạn gọi lại cho cô và bảo gạch tên em tôi ra khỏi, không cần gửi em ý vào chùa nữa. Bạn cảm ơn. Bạn không có ý lấy lại tiền đâu, nhưng cô nạt nộ như tôi vừa làm gì đó ạ, ảnh hưởng tới cổ. Cái này thì cái này tôi nghĩ là bạn là hơi nhạy cảm. Riêng về cái việc mà cúng vong thai nhi về của cô Yến Phong Thủy ấy, là mình biết cô nhiều năm lắm rồi. Cô Yến có những cái người mà xem cô ý nhiều năm, đưa cho cô ấy một lần cả 100 triệu, 200 triệu để cúng dường vào cái đền chùa, cái chùa nhỏ ở dưới Bình. Hình như cái chùa đấy cô ấy, mình nhớ không lầm, nó ở cạnh một con sông. Cái này là mình chưa bao giờ đi cúng, mà là những người bạn của mình đã lên đấy cúng rồi. Thì mình nói bạn nghe này, cái chuyện mà cúng 300.000 ấy là cái mà cô ấy sẽ đi lên cúng ở trên đấy, đặt tên Uốn Tiểu em bạn. Và thường thường là cô ấy sẽ mua một cái lễ là có sữa, có bánh, có tiền vàng bạc, có giấy tiền vàng bạc, có áo quần con nít đó, và có nến, có đèn cầy. Thì mình nghĩ 300.000 thì nó không nhiều đâu, nó cũng chỉ đủ để mua một cái lễ nhỏ thôi. Nhưng mà cái này thì bạn hơi bị nhạy cảm nhá. Thứ nhất là cái đền đấy ấy, cái chùa đấy, cô Yến một lần cô đi ấy, là cô cúng cả 100 vong lận, rất là xa nhà cô ấy. Cái thứ hai ấy, bạn bảo là vì mẹ bạn có xác nhận là mẹ bạn đã từng phá thai và mẹ bạn đã cúng trên chùa rồi. Cái này là bạn phải xem lại bạn này. Mẹ bạn và bạn cần phải xem lại. Mẹ bạn đã từng phá thai nhưng chưa chắc mẹ bạn cúng mời vong lên chùa mà vong đã lên chùa nha. Cái này là phải hiểu rất rõ này. Những bạn nào đi phá thai hay những bạn nào bị sẩy thai, các bạn mua một cái lễ lên chùa, các bạn cúng để mong là vong Uốn Tiểu sẽ quy y Tam Bảo, nghe kinh giảng pháp, đi học pháp, học kinh, nghe kinh giảng pháp, học pháp để siêu thoát siêu sanh được. Nhưng không phải là bạn cúng mà vong sẽ đi. Có những vong người ta không chịu đi,
Cái này là có thật. Có những vong không chịu đi, mình cũng không chịu đi, cứ ngồi ngự trên vai mình thôi. Ngồi đấy. Nhắc đến sởn gai da gà này, nhắc đến sởn da gà đây này, mình rất nhạy chuyện này. Mình nói những chuyện này là nhất là vào tháng 7 âm lịch này. Cái này mình không nói điêu và nói sai làm gì, vì mình không được cái vùng, không được cái gì ở đây cả. Cái này là mình chỉ nói để bạn hiểu. 300.000 có thể không lớn, đôi khi là câu chuyện bạn nói qua nói lại thì cái ý, cái tứ nó không được đều đặn và nó đã chạm vào những sự nhạy cảm, thì cô Kiến cô sẽ giận, bởi vì cô sẽ bị cảm thấy bị xúc phạm. Như kiểu cô là người ăn 300.000 của bạn. Cái gì thì tôi, ai thì tôi không biết, riêng cái cô Yến Phong Thủy này là tôi biết rất rõ. Cô ý nói cho các bạn nghe này, cô ấy cúng cho những người như các bạn thu 300.000 này, hay 500.000, 300.000 hay 500.000 này, nó là những điều một ngày cô chỉ xem đến 3 đến 4 người là nhiều thôi nha các bạn nha. Cô ý có những cái lượng người khách nhiều năm tin tưởng cô ý, trước tớ luôn đi các bạn, mấy chục năm. Cô ấy đi cúng công ty hay cúng nhập trạch những cái về vấn đề mà đất đai nhà cửa ấy, là cô ấy cúng rất nhiều rồi. Cô ý chỉ xem cho những bạn nào mà phải có duyên gặp cô mới xem được thôi, chứ cô ấy không có nhu cầu mà lấy cái 300.000 của bạn đâu. Tôi chỉ khẳng định lại thôi. Có những người, những gia đình sẩy thai hay bỏ thai đi cúng là vong không đi. Đi cúng mà vong không đi, vong cứ quanh quẩn tại gia đình mình nha. Cái này là, cái này là thật sự nói với các bạn luôn. Nên có những người mà người ta nhìn được vong, người ta sẽ thấy được, người ta mới bảo với bạn đấy. Nhưng có những người thấy không thấy được đâu. Nên là mình nói như vậy oan cho người ta, tội nghiệp. Đôi khi bạn không có ý gì, nhưng cái lời nói nó sẽ đưa đến cho người khác một cái cảm giác khác. Cô Yến là cô không có nhu cầu thu tiền với cái chuyện đấy đâu. Cô còn bỏ tiền túi ra để cô ấy xây cái miếu đấy từ mười mấy năm trước rồi, từ lúc cô rất là nghèo. Cô ý xem như vậy, một ngày cô chỉ xem có vài người thôi, vì cái năng lượng của cô ấy không đủ để xem nhiều người. Cô ấy không phải là người xem trả. Các bạn không tin, bởi các bạn không tin nhá, các bạn cứ rủ 10 đứa bạn bè các bạn ấy nhắn tin xin lịch một ngày để xem cô ấy xem. Cô ấy không nhận đâu. Một ngày cô xem được có vài người thôi. Cái năng lượng của cô ý, và xem mà càng về sau giờ chiều là cô ấy không xem được nhiều. Cái năng lượng của cô bị tiêu trừ. Cái này mình chỉ chia sẻ với các bạn vậy thôi, chứ mình không có ăn tiền hay nhận tiền PR gì của cái thầy bà gì cả nhá. Mình chỉ nói để bạn hiểu cho những cái người mà thật sự người ta có một cái tâm. Tại vì người ta nhìn thấy cái vong linh thai nhi đó đói rét hoặc là yếu trên vai của bạn, người ta mới muốn đưa cái vong linh đó đi về tu tập quy y tam bảo, để nghe kinh giảng pháp, để siêu sinh tịnh độ. Mọi người đi xem cô Yến là nên xem vào buổi sáng, phải hẹn vào buổi sáng, sau tầm 2-3 giờ chiều là cái năng lượng của cô ấy không xem được nhiều. Giống như cô ấy không soi được kỹ đâu. Giống như kiểu là cái mỗi cô ấy chỉ xem được ít thôi, cô không phải là người xem lâu, xem tá đâu mấy chị ơi. Mà cá bún nhà cô làm ngon. À, con cô làm mấy cái chả cá cực kỳ ngon đấy, nhắc mày nhắc làm tao thèm. Tao lại gọi điện tao mua chả cá cho quả ớt với cả chả cá cho khổ qua cho đậu bắp, ngon lắm.